Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ băng tầng 57.3, 16.10 cũng như băng tầng 26.9 của chúng tôi để theo dõi chương trình tin tức buổi tối của ngày hôm nay. Với chương trình này không chỉ được phát hình trên cả ba băng tầng của chúng tôi từ 7 giờ đến 8 giờ giờ miền Nam California, mà chúng tôi còn phát hình ở trên hệ thống của Roku Box. Quý vị chỉ cần mua Roku Box về, gắn vào cái đường dây HDMI phía sau TV của mình rồi connect vào Internet là có thể coi được là rất đẹp Full HD luôn. Và còn có thể coi được nhiều là việc ngữ khác. xin mời quý vị tìm hiểu thêm với chúng tôi để biết thêm chi tiết 7146629696 7146629696. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và kính thưa quý khán giả, quý vị cũng có thể đang theo dõi trên Facebook cũng như trên Youtube VNATV. Kính mong quý vị nhớ share cho mọi người cùng coi, nhớ là thả tim, nè rồi bấm like, cũng như comment vào để nói chuyện cùng với chương trình. Và ngoài ra, xin kính mời quý vị là nhớ trở thành subscriber hoặc là follower để có thể theo dõi chúng tôi với những video clip mới nhất mà chúng tôi upload lên. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và kính thưa quý khán giả, chương trình này cũng hân hạnh được bảo trợ bởi hãng xe Kia với lại dòng xe EV6, dòng xe điện 100%, lần đầu tiên được sản xuất bởi hãng xe Kia, đi được tới hơn 300 mai mới cần phải chạc lại. Và khi mà quý vị chạc đầy bình nó rất là nhanh, à, mời quý khán giả nhớ tìm hiểu thêm tại các dealer xe Kia trong vùng. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Và tiếp đến vẫn là những bản tin cho buổi tối ngày hôm nay, tiếp theo cùng với tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng thưa anh. Dạ vâng, cảm ơn cô Mỹ Linh. Xin mời quý vị một tô bún bò huế nha thành phố Nhật đưa bún bộ Huế vào thực đơn trường học. 9.000 phần bún bộ Huế đã được đưa vào thực đơn ăn trưa cho học sinh tại thành phố Saijo giúp cho em các em thưởng thức món ăn đặc sản của Việt Nam. Món ăn đậm chất Việt Nam này được giới thiệu trong bữa trưa cho các học sinh 35 trường tiểu học và trường trung học cơ sở trên thành phố Saijo, tỉnh Ehim, tây bắc của đảo Shintoku, Nhật Bản. Truyền thông của Nhật Bản hôm 27 tháng 4 đã mô tả đây là món ăn đặc sản của thành phố Huế với nguyên liệu chính là bột gạo và thịt bò. Các em học sinh đều rất hài lòng và thích thú với món ăn này. Em thấy món này rất là ngon, mặc dù hơi cay, một nữ sinh tiểu học trả lời phỏng vấn sau bữa ăn. Em thấy món này giống như mì ramen. Một học sinh khác nói em muốn lần sau được tiếp tục thưởng thức món này một nữ sinh mô tả món bún bò quế có sợi mì mềm và ngon như là mì udon ngoại trừ nước dùng màu cam và hương vị rất là khác so với món ăn của Nhật Bản. Thị trường Toshihiba Tamai đã đến thăm một trường tiểu học ở Sayo và giải thích cho các em học sinh về Huế. Thành phố đã lập quan hệ hữu nghị với Saito năm 2018. Khoảng 500 học sinh tại trường này đã lựa chọn món bún bò Huế cho bữa trưa theo Yahoo News. Bún bò Huế sẽ tiếp tục xuất hiện trong các thực đơn tại 35 trường ở Sajo cho đến hết tháng Tư. Bún bò Huế sẽ tiếp tục phát hiện ở một vài tiểu bang khác, tỉnh khác cũng như các trường học khác bởi vì cái sự hấp dẫn của nó đã có sự lan truyền hấp dẫn đây là ý tưởng nhằm thu hút sự quan tâm của các học sinh của nhật bản đối với thành phố huế cũng như là hiểu sâu về văn hóa việt nam thành phố saizo và huế đã triển khai nhiều hoạt động để có thể giúp cho học sinh hai tỉnh này được học và hiểu cái nền văn hóa chính thống và nhất là học sinh nhật sẽ được hiểu về văn hóa ẩm thực của việt nam qua món bún bộ huế cũng như là học sinh Việt Nam có cơ hội sẽ biết món ăn của Nhật Bản đó là điều mà chúng ta có được một cái tin về món bún bò Huế bây giờ không phải là ở địa phương nữa mà nó gọi là international food rồi trở lại với cô Mỹ Linh à dà, món bún bò Huế thì cho các em học sinh ăn thì cũng được à, nhưng mà chắc chắn là sẽ khó có căn đảm khi mà cho các em thử một cái loại bún cũng rất là ngon rất là hấp dẫn đó là bún mắm nhưng mà mình không nghĩ là cái món này có thể được lựa chọn nhưng món bún bò Huế thì thì có vẻ được nhưng mà chắc chắn là sẽ không có làm đúng hương vị cay mà người Việt Nam của chúng ta hay ăn, chắc là độ cay sẽ được giảm đi nhiều nhưng mà anyway thật tự hào khi mà ẩm thực Việt Nam của chúng ta bắt đầu được thế giới đón nhận nhiều hơn ngoài món phở. À, thưa quý vị, tiếp đến nữa là một bản tin liên quan đến một người đàn ông đã bị buộc tội vì tội thù hận sau khi bị cáo buộc đã đe dọa phân biệt chủng tộc và để lại những dây buộc thòng lọng xung quanh một thị trấn ở tại Michigan và quý vị thấy anh ta để cái dây thòng lọng ở đây tại một cửa hàng Goodwill. Um, và sau đó đó để với một cái ghi chú là một um, gọi là có một cái note uh, đây là một cái phụ kiện được mặc với các áo phông mà uh, BLM tức là Black Prime Matter của bạn vui vẻ để phản đối. Đó anh ta để cái nốt vậy. Cả cái nốt không là cũng đã hơi phiền rồi để thêm cái dây thòng lọng nữa. Uh, cho nên là làm cho uh, các nhà chức trách rất là chú ý và các nhà chức trách cho biết ít nhất bốn cái uh, chiếc uh, giống như đã bốn cái thòng lọng như vậy đã được tìm thấy ở nhiều địa điểm bao gồm có parking uh, ở Walmart nè rồi bên trong tủ mà uh, để đồ uống của Seven Eleven ở trên bãi đậu xe của cửa hàng Roger rồi bên trong một cái chiếc xe của một người cá nhân nữa rồi uh, chưa kể uh, rằng cái người đàn ông này đó uh, còn uh, gọi đến cho các công ty nhân viên của Starbucks những người mà có mặc cái áo Black Lives Matter để mà phục vụ đó thì coi như là anh ta cũng đưa ra cái lời cảnh báo với họ người tốt duy nhất là người đã chết đó trội nói như vậy gọi điện vào nói cho nhân viên như vậy rồi tôi sẽ ra ra ngoài và nói chuyện với tôi đó anh ta nói rất là nói chung là đe dọa và bây giờ đây thì người đàn ông này đã bị bắt và bị cáo buộc về cái tội phân biệt chủng tộc cũng như là tội ác thù hận. Đây là một người đàn ông tên là David mươi 61 tuổi, sống ở tại Michigan. Sau khi mà cái cái chết của George Floyd đã làm dấy lên phong trào Black Lives Matter, đã có nhiều cuộc biểu tình xảy ra rất là rầm rộ đốt phá các building vân vân thì bên cạnh đó có những người chống lại điều này không phải ai cũng cảm thấy là Ồ, uh, Black Lives Matter là một cuộc biểu tình đúng hay là uh, ai cũng ủng hộ hoặc là có những người họ ủng hộ nhưng mà gọi là họ, họ họ ủng hộ một cách nhẹ nhàng họ tin rằng mỗi người cuộc sống của họ đều rất quan trọng họ ủng hộ một cách nhẹ nhàng không có quá cuồng nhiệt như Black Lives Matter cũng có những người chống đối nhưng mà chống đối một cách âm thầm À, thì coi như không quan tâm lắm nhưng mà với cái anh chàng David Pine này thì chống gọi là một cách mạnh mẽ chống lại Black Lives Matter luôn bằng à, những cái gọi là cuộc gọi điện thoại đến những cái công ty giống như Starbucks hoặc là gửi những cái thùng lọng đến mà ngay chỗ goodwill hoặc là ở Walmart à, rồi đồ uống của 7 Eleven cửa hàng Roger những nơi mà có tiếng mà anh ta gọi điện đến rất là nhiều các cửa hàng của Starbucks luôn à, giống như ngày 14 tháng 6 của năm 2020 thì anh ta gọi đến ở thành phố giống như là Sunny Nor, Bay City, rồi Birch Run, rồi Flint, Ann Arbor, Allen Park cũng như là Oak Park làm những cái hành động như vậy và cảnh sát tiếp tục điều tra và cuối cùng thì bắt giữ và anh ta phải đối mặt với lại án phạt tiền hoặc là có thể phải đối diện với lại 1 đến 2 năm tù hoặc là cả hai vừa phạt tiền vừa ở tù và bây giờ cảnh sát đang um, uh, gọi là đưa ra những cái kết luận để mà buộc tội anh ta kính thưa quý vị và quay trở lại với tiến sĩ hồng dũng thanh Dạ vâng bản tin đức giáo hoàng đã kêu gọi tiến đồ trân trọng mẹ chồng mẹ vợ Đức Giáo Hoàng Francis kêu gọi con chiên chăm lo mối quan hệ gia đình, nên thấu hiểu cho mẹ, vợ, mẹ chồng và đối tốt với họ. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần ở Vatican hôm 27 tháng 4, Đức Giáo Hoàng Francis đề cập đến mối quan hệ giữa các thế hệ, nói rằng các bà mẹ chồng, các bà mẹ vợ thường là nạn nhân của những định kiến, luôn luôn bị mô tả là những người khó ưa. Nhưng họ cho là mẹ của chồng hoặc là mẹ của vợ các bạn là những người đã có công sinh thành ra các bạn. Đôi khi các bà hành xử hơi kỳ quẹt nhưng họ là những người sinh ra bạn và tạo cho bạn có một cuộc đời. Chí ít là họ đã làm họ vui vẻ. Đức Giáo Hoàng nói, người ta thường nói càng ở xa mẹ chồng, càng ở xa mẹ vợ thì càng tốt. Nhưng không nên như thế, họ là những người cao niên, một trong những điều hạnh phúc nhất trong đời của người phụ nữ là có cháu. Khi có cháu, họ sống lại một lần nữa. Đức Giáo Hoàng nói thêm, cũng nên dành lời khuyên cho những người làm mẹ, vợ, làm mẹ chồng. Hãy cẩn thận lời ăn tiếng nói vì thể hiện bản thân sai cách là tội lỗi và đó là điều tệ của các bạn. Đức Giáo Hoàng nói thêm, đã trở thành linh mục từ khi còn trẻ chưa bao giờ kết hôn, đó là Đức Giáo Hoàng. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên Ngài đề cập đến việc quan hệ trong gia đình. Ngài cũng đã khiến cho khán giả phì cười trong chuyến thăm tại Hoa Kỳ khi nói với đám đông hàng nghìn người, gia đình hay nảy sinh tranh cãi, thỉnh thoảng bắt đĩa bay tứ tung, con cái thì hay khiến cho chúng ta đau đầu, còn chuyện mẹ vợ mẹ chồng thì thôi thôi tôi cũng không thể nói gì cho hết được những ý nghĩa giữa hai chữ mẹ vợ và mẹ chồng khiến cho khán giả đã cười đùa một cách rất là thích thú. Trở lại với cô Mỹ Linh. À, dạ và bây giờ thì trong một vài phút cuối thì cái bản tin của tiến sĩ Hùng Dũng làm cho Mỹ Linh rất là thú vị. Ở đúng vậy cái mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu rồi con rể với mẹ vợ nó cũng thật là rắc rối cái thưa quý vị. Có một bài thơ đó là người đàn bà thứ hai uh, của mình tạm gọi là thi sĩ đi. Phạm Thị Hà. Uh, đây đây là một cái bài thơ rất là hay, mỹ linh. Uh, còn có một phút mấy đọc cho quý vị nghe đi nha. Lâu lâu mình đọc thơ này, ha. Uh, người đàn bà thứ hai. Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con, vì trước con anh ấy là của mẹ. Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ nhưng suốt đời anh yêu mẹ mẹ ơi. Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy dẫu bây giờ con được yêu đến mấy con vẫn chỉ là người đàn bà thứ hai mẹ đừng buồn mỗi hoàng hôn hay mỗi sớm mai anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ nhưng con chỉ là một cơn gió mẹ gió nhẹ mẹ mãi là bờ bến của đời anh con chỉ là một cơn mưa mỏng manh mọi người đàn bà có thể thay thế con trong trái tim anh ấy nhưng có một tình yêu suốt đời âm ỉ cháy anh ấy chỉ dành cho mẹ mẹ ơi anh ấy có thể cùng con đi suốt cuộc đời cũng có thể chia tay vào ngày mai có thể nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ dù thế nào con cũng chỉ thứ hai đó khi mà bắt đầu là mẹ chồng đó và chuẩn bị giận mình rồi xong rồi nói ô sao chồng mình suốt ngày nghe lời mình cái gì cũng gọi là favor yêu thương mình mình đọc cái bài thơ này cho mẹ chồng mình nghe mọi chuyện sẽ được giải quyết và bài thơ rất là dễ thương mà đúng là tác giả là hiểu hiểu lắm cái mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu mới viết ra được bài này và cảm ơn quý khán giả hy vọng là bài thơ dễ thương cũng làm cho quý vị có một cái kết thúc nhẹ nhàng của chương trình tin tức buổi tối hôm nay cảm ơn tiến sĩ nguyễn Hùng dũng và kính chào tạm biệt anh cảm ơn cô linh cùng tất cả quý vị hy vọng là Quý vị trong gia đình cũng y như vậy nha, tức là gia đình đầm ấm, vui vẻ, hiền hòa, mẹ chồng mẹ vợ gì cũng là mẹ. Cảm ơn quý vị.